Ở đời, luôn có một loại tình cảm gọi là ngậm miệng không nói, có một loại trí tuệ biết rõ không hỏi. Biết rõ nhưng không hỏi là một loại trí tuệ có nhất. Cho dù bạn là ai, và bạn đang ở đâu, bạn luôn luôn là người sai nếu bạn tỏ ra thô lỗ. Hỡ một chút để dịu dàng, và ơ hậu hơn với cuộc đời bạn sẽ thấy con đưa ở phía trước của mình, thật rộng mở. Bạn có thể ép buộc mình tỏ ra lịch sự, hạnh phúc và nhiệt tình với bất cứ ai bạn gặp. Sau khi bạn buộc mình làm thế một thời gian ngắn, nó trở thành thói quen và lúc đó bạn là con người luôn lan tỏa sự dễ chịu nếu không nói đó là sự ngưỡng mộ. Sẽ sáng suốt khi tỏ ra lịch sự, vì vậy, thật ngu ngốc khi thô lỗ. Việc tạo ra kẻ hù bằng sự bất lịch sự không cần thiết và cố ý cũng đê dồ, như tự châm lửa đố nhà mình. Vì sự bất lịch sự giống như thẻ đá bạc, một loại tiền giả công khai, và thật ngớ ngẩn nếu keo kiệt giữ nó. Không phải tất cả tình cảm đều cần phải dùng IEG để nói ra. Không phải tất cả trí tuệ đều phải á đờ bằng câu hỏi có một loại tình cảm gọi là ngậm y -e g không nói, có một loại trí tuệ gọi là biết rõ không hỏi. Một, không hỏi những chuyện gây sợ ổ. Khi làm gì không chỉ phải chú ý đến kết quả mà còn phải quan ai đến phương thức, phương pháp. Khi giao tiếp với người khá, cần chú ý cá hát nói chuyện tránh cho đối phương cảm thấy sợ ổ, đừng nên hỏi những vấn đề không nên hỏi. Đối với những sự tình có thể khiến người khá sợ ổ, biết mà không hỏi đó là thiện ý và tôn trọng. Chẳng hạn, có hai người bạn tốt cùng đi đến một nhà hàng kiểu Tây để ăn cơm, trong đó có một người bởi vì không hiểu được lễ nghi trong ăn uống của phương tây nên luống cuống a cơ lúc này người bạn của anh ta mới hỏi có phải là chưa từng đi ăn nhà hàng tây bao giờ không anh ta tự nhiên cảm thấy trong og không thoải mái ạ à, cũng đỏ lên bữa cơm tự nhiên ăn thấy không ngon nữa quan hệ của hai người từ đó cũng không có tiến triển tốt khi nói hay làm gì cũng đặt mình vào suy nghĩ của người khá một chút khi cảm thấy có thể làm cho đối phương sợ ổ thì đừng hỏi hay nói gì hết bạn đặt câu hỏi đối với anh ta không phải là quan ân an ủi mà là một loại đùa cợt cá hát an ủi tốt nhất lúc này là ngậm y, y g không nói gì không nên làm cho người khá cảm thấy khó chịu mặc dù câu hỏi của bạn không có ý gì hết nhưng vẫn có thể làm cho người khá bị tổn ươn. từ đó mà làm ả à hưởng đến tình cảm của hai người cũng làm ả à hưởng đến cảm nhận của người khá đối với bạn cảm thấy tình ươn của bạn thấp kém để lại ấn tượng về tình ươn thấp kém cho người khá không chỉ ả à hưởng đến cá ở bạn trong những kết giao bình thường mà còn ả à hưởng đến công việc của bạn thậm chí à hưởng đến cuộc đời của bạn. 2. Không hỏi những chuyện gợi sự đu buồn. Nỗi thống khổ của mình thì chỉ có bản âm mình chịu được. Bạn đặt câu hỏi không chỉ không giúp được người khá, lại còn làm cho họ nhớ lại một lần nữa nỗi thống khổ của họ, làm họ rơi vào vực sâu đen tối. Nhiều khi nghi vấn của chúng ta chỉ xuất pê từ sự hiếu kỳ, xuất pê từ ơn lý tò mò, chứ không phải vì muốn tốt cho người khá. Bất luận như thế nào, những người xung quanh cần tránh đề cập đến quá trình tổn ương của anh ta không để anh ta bị tổn ương tình ở thêm nữa. Cảm thấy sẽ làm cho người khá đu khổ thì đừng hỏi, không nên chỉ vì og tốt của mình mà lại làm cho người khá thêm đu khổ. Bạn làm như vậy thì cũng đừng trá hát người khá coi og tốt, của bạn là og lang dạ sói. Đúng như trong liễu phàm tứ huấn, có nói, theo âm mà kia, không chỗ nào không thông. Nên dùng ơ cảm nhận, đối với nỗi đu của người khá thì đừng nói gì hết, đừng xá thêm muối vào vết ươn của người khá. 3. Không hỏi vấn đề riêng tư hãy để cho những bí ẩn vĩnh viễn trở thành bí ẩn, đó mới là cá hát giúp đỡ một người tốt nhất. Điều làm cho người ta ghét nhất trên thế giới này là, đi soi mói vào việc riêng của người. Không nên ủy ý do hỏi việc riêng tư của người khá, nhất là cuộc sống gia đình của họ. Người ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, nếu như người ta không nói, cho dù bạn có biết được, thì cũng nên để cho bí ẩn đó được chôn sâu mãi mãi. Giáp và Ất là bạn bè cùng làm việc trong một công ty, Giáp trong lúc vô tình mà biết được bí ở bên ngoài về chồng của Ất, về sau mấy lần hỏi thăm tình hình của ất cũng có ý trêu chọc cuối cùng làm cho ất khó chịu hai người cũng vì vậy mà tuyệt giao bạn xem không ai lại thích người khá biết rõ bí ở của mình cho dù là bạn ơ đi chăng nữa người ơ hay bạn bè cũng phải chú ý lưu lại một chút không gian riêng tư cho đối phương đối với bí ở của người khá không cần phải quan ơ cho dù người khá đem bí ẩn nói cho bạn biết thì cũng không nên nhắc lại điều này sau lưu gờ người ta không phải tất cả sự quan ơ đều cần ngôn ngữ không phải tất cả sự săn sóc đều cần phải hành động có đôi khi biết rõ mà không hỏi mới là trí tuệ lớn nhất để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này